Mua pin dự phòng an toàn nhất thế giới bảo hành cháy nổ đến chơihay.vn. Mua tai nghe Xiaomi chỉ hơn 129.000 vô địch tầm giá đến chơihay.vn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tư vấn điện thoại trên kênh YouTube của Dương Dê. Bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào những câu hỏi chi tiết của ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Hưng Nguyễn, bạn hỏi là: anh tư vấn giúp em dưới 4 triệu nên mua máy nào để chiến game Liên Quân PUBG, thực hiện các thao tác bình thường như là lướt web, xem YouTube, Facebook, pin châu có giặc nhanh, hàng chính hãng hoặc không, camera đẹp cũng được, có thể không, quan trọng là cấu hình. Cảm ơn anh, chúc anh năm mới vui vẻ. Cảm ơn bạn. Với các yêu cầu này các bạn ấy, thì mình thấy là như này này, nếu mà là hàng chính hãng đi thì mình nghĩ là bạn nên mua con V Smart Leaf sẽ là con tốt nhất có thể, bởi vì nó chiến Liên Quân với PUBG là ngon nhất có thể trong tầm giá đó với chiếc 675. Thực hiện các thao tác bình thường thì nó cũng khá mượt, pin của nó là 4.000 và có sạc nhanh 18W. Nó là hàng chính hãng, camera của nó ở mức độ bình thường thôi. Đó. Và bạn quan trọng cấu hình thì đó là con có cấu hình tốt nhất ở trong phân khúc hàng chính hãng. Thế còn hàng mới thì sao? Thế còn hàng sách tay thì sao? Hàng sách tay thì trong tầm giá này bạn chưa thể mua được Redmi Note 8 Pro. Vậy nên là chỉ còn mỗi sự lựa chọn đó là Realme Q thôi. Realme Q thì cũng đang được bán tại Clickbuy với mức giá là khoảng 3 triệu rưỡi hay 3 triệu 6, 3 triệu 7 gì đó. Đấy, giá như nào các bạn có thể nhìn thấy trên hình nhá, mình không nhớ rõ ràng lắm đâu. Thì cái con Realme Q thì có thể chiến game Liên Quân PUBG, gọi là ngon nhất ở trong tầm giá với chip 712. Đấy, các thao tác bình thường như lướt web, xem YouTube thì thoải mái luôn. Con này màn hình Full HD cộng mà, pin của nó là pin 4000 và có sạc nhanh 20W luôn. Nó là hàng sách tay và camera của nó thì khá đẹp, mặc dù bạn không quan tâm. Đấy, thì bạn cũng có thể tham khảo qua nhé. Còn nếu mà là hàng cũ thì hiện tại trong cái tầm giá này mình đang nghiêng về con Samsung Galaxy S8 Nhật. Con này đang được bán tại Clickbuy với mức giá là khoảng trên dưới 4 triệu. Đấy, con này thì bạn có thể chiến game Liên Quân với PUBG sẽ tốt hơn hai con trước bởi vì chip của nó là chip 835. Nhưng con này lại không pin, lại không trâu, nhưng lại có sạc nhanh, nghĩa là bạn bỏ qua mỗi cái pin không trâu ra thôi. Đấy, còn lại thì tất cả mọi thứ của nó thì đều ok hết. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn XTV Network. Bạn hỏi là dưới 3 triệu con nào chơi Tết thì không ạ, sách tay chính hãng đều được. Em đang nghĩ tới flagship cũ. Nếu mà bây giờ bạn nghĩ tới flagship cũ thì không biết là dưới 3 triệu đã mua được LG V30 hay chưa. Nhưng mà nếu mà dưới 3 triệu mà mua được LG V30 thì mình nghĩ là mua con đó là hợp lý nhất. Còn nếu không ấy thì bạn có thể mua LG G6. Đấy. Thì chủ yếu là chơi Tết thì mình nghĩ là như này này, con LG G6 nó sẽ đáp ứng được cho bạn ba cái tiêu chí rất tốt ở thời điểm hiện tại. Thứ nhất đấy là màn hình 2K, con này xem YouTube khá ổn đấy. Và xem các nội dung giải trí cho bạn vào dịp Tết là rất ổn. Thứ hai nữa đó là con này có camera góc rộng, bạn có thể chụp ảnh với đông người hoặc là chụp ảnh phong cảnh ngày Tết, nó sẽ thoải mái hơn, đa dụng. Và cái thứ ba nữa đấy là con này có nghe nhạc rất hay, bạn có thể mua về chỉ để làm một cái máy nghe nhạc thôi, nó đã xứng đáng rồi. Và giá nó không đến 3 triệu đâu, giá chỉ loanh quanh ở trên dưới 2 triệu thôi. Và thêm một cái điểm nữa đó là con này có kháng nước kháng bụi nữa. Đấy, thì mình nghĩ là con này là một con ổn. Nhưng mà nếu mà cố lên được con V30 thì sẽ là ngon quá. Con V30 thì hơn hẳn con LG G6 đấy luôn. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Hạnh Nguyễn. Bạn hỏi là: anh ơi, giới thiệu cho em những điện thoại đáng mua của Samsung trong tầm cỡ 8 triệu trở lại, chụp hình đẹp với camera, chụp hình đẹp với game ổn một xíu hay không? Nếu mà với các yêu cầu của bạn thì mình thấy là như này này, hàng mới đi thì chúng ta sẽ chỉ lựa chọn được Samsung Galaxy A70 thôi, trong tầm giá khoảng 8 triệu. Thì con này mình đánh giá là một con pin khá trâu, màn hình đẹp, chụp hình ở mức độ ổn, chơi game ở mức độ ổn một xíu. Thì nếu mà với các cái nhu cầu bình thường của bạn, mà nếu mà tên bạn như này mà là con gái thì con A70 là một cái sự lựa chọn mình nghĩ là cũng được. Nhưng mà nếu mà bạn mua flagship cũ đi thì bạn sẽ được rất nhiều những cái thứ mà nó ngon hơn con A70 kia khá nhiều. Ví dụ như là trong cái tầm giá khoảng 8 triệu như thế này là bạn đã có thể mua được một con Samsung Galaxy Note 9 tại Clickbuy rồi. Đấy, giá của Galaxy Note 9 như thế nào thì các bạn có thể nhìn thấy trên hình. Đây, mình sẽ thử check lại một lần nữa xem cho nó chắc nhé. Chính xác là như vậy rồi, giá của Galaxy Note 9 tại Clickbuy chỉ loanh quanh tầm khoảng 7 triệu 9 đến 8 triệu 2, 8 triệu 3 thôi, tùy theo là cái phiên bản bạn lựa chọn là gì. Đấy, thì với chip 845 của Galaxy Note 9, hàng Mỹ, hàng Nhật là chơi game quá ổn rồi, hoặc là Exynos 9810 là chơi game cũng được. Và chụp hình thì Galaxy Note 9 chụp hình rất ngon. Đấy, còn nếu không ý, thì bạn có thể mua Galaxy S10e, đã từng có thời điểm là S10e loanh quanh tầm giá khoảng 8 triệu. Thì con này nếu bạn lựa chọn phiên bản Mỹ với Nhật thì là nó sẽ có khả năng chơi game rất là ngon. Với chip 855 nó sẽ ngon hơn là Note 9 một bậc. Và thêm nữa đấy là chụp hình của nó thì cũng sẽ rất ngon nữa, ngon hơn Note 9 ấy, bởi vì nó có camera góc rộng và camera chính của nó cũng khá ngon. Nó bỏ mỗi camera tele đi thôi. Đấy, thì bạn có thể tham khảo qua nhé. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Hoàng Minh Trường. Bạn hỏi là: em đã có 2 triệu 3 và có thể cố lên được 3 triệu 7. Nhu cầu của em đó là thi thoảng chơi game Liên Quân, thương hiệu tốt, pin yếu một chút cũng được. Nếu có sạc nhanh, dùng 1 đến 2 năm nữa, mới cũ sách tay đều ok. Em đang phân vân giữa
6S Plus Lock 64GB và iPhone 7 Lock 128GB. Nếu mà như thế này bạn đang phân vân giữa hai con này thì chốt luôn đi, lựa chọn iPhone 7 Lock đi chứ đừng lựa chọn iPhone 6S Plus, bởi vì bạn muốn sử dụng dùng 1 đến 2 năm nữa cơ. Đấy, thi thoảng chơi game liên quân ấy thì iPhone 7 rõ ràng là sẽ ngon hơn rồi. Thương hiệu tốt thì cả hai con này đều chung thương hiệu cả, nhưng mà iPhone 7 nó là một thiết bị đời mới hơn và pin yếu một chút cũng được. Nếu có sạc nhanh thì thực ra ấy là iPhone 7 pin nó yếu và sạc nó không hề chậm chút nào đâu. Bạn chỉ lấy một cái sạc iPad và sạc lên nó khá nhanh đấy. Ở trong cái tầm giá này thì ngày trước đã từng có thời điểm là Galaxy S8 ở ClickBuy đã giảm xuống đến 3 triệu 7 rồi. Mình nói là thời điểm đó là thời điểm đáng mua nhất rồi, nhưng mà các bạn không nghe mình. Bây giờ giá nó đã tăng lên gần 4 triệu rồi. Chứ nếu mà chính ra bây giờ ấy, mà mua được cái con Galaxy S8 Nhật tại ClickBuy với mức giá là 3 triệu 7 thì con này là ăn đứt con iPhone 7 Lock luôn. Nếu mà là mình thì mình sẽ mua con đó. Đấy, nhưng mà các bạn thử hỏi khéo ClickBuy xem là có mua được với mức giá đó hay không nhé. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Thắng Còi hai lần. Bạn hỏi là: anh ơi, so sánh Remix 2 Pro với Kai 10 Pro Premium, cả hai đều dùng chip 855 cộng được hay không? Em đang phân vân. Vậy là nếu mà Remix 2 Pro tại ClickBuy bây giờ đang có mức giá là khoảng 7 triệu rưỡi thì phải. Còn Kai 10 Pro Premium thì bên ngoài thị trường đang bán mức giá là khoảng 8 triệu rưỡi đến 9 triệu. Như vậy là với mức giá của Kai 10 Pro Premium là chúng ta đã có thể lựa chọn được Remix 2 Pro phiên bản RAM 8 bộ nhớ trong 128 rồi. Cái điều này là sẽ có sự khác biệt về mặt hiệu năng đấy, khi mà phiên bản bộ nhớ trong 128 của Remix 2 Pro thì nó là thể đọc ghi bộ nhớ trong tốc độ cao hơn, UFS 3.0 thay vì 2.1 giống như phiên bản thường. Đấy, vậy nên mình thấy là như này này, thiết kế thì mình sẽ chọn Kai 10 Pro Premium. Màn hình thì sẽ là X2 Pro với màn hình 90Hz và tấm nền cũng đẹp hơn. Hiệu năng thì mình đánh giá là X2 Pro sẽ tốt hơn bởi vì bộ nhớ trong đọc ghi của nó tốc độ cao hơn đấy. Camera X2 Pro ngon hơn, thời lượng pin hai giỏ này trâu như nhau, nhưng mà sạc nhanh ấy, thì là X2 Pro sẽ nhanh hơn rất nhiều khi mà nó có sạc nhanh 30W, sạc nhanh 50W, nó sẽ chỉ sạc đầy trong vòng khoảng 30-35 phút thôi. Nhưng mà về hỗ trợ lâu dài thì mình nghĩ là cái MIUI của cái K20 Pro Premium kia cũng được khá là lâu dài, nhưng cái ColorOS có sẵn ở trong Remix 2 Pro thì nó lại có sẵn tiếng Việt. Đấy, còn K20 Pro Premium thì chúng ta phải chờ đợi để mà có tiếng Việt được. Nếu mà để lựa chọn thì mình nghĩ là mình sẽ lựa chọn Remix 2 Pro thay vì K20 Pro Premium, bởi vì những yếu tố ví dụ như là màn hình 90Hz này, rồi là bộ nhớ trong đọc ghi tốc độ cao hơn này, và camera ngon hơn, sạc nhanh hơn rất nhiều, thì đấy là những cái điểm mà mình nghĩ là mình sẽ lựa chọn X2 Pro thay vì K20 Pro Premium. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Mạnh Lục. Bạn hỏi là: em muốn mua điện thoại trước Tết nhưng đang phân vân giữa Mi 8 và XZ Premium, anh tư vấn cho em với ạ. Nhu cầu của em là hiệu năng, pin, camera. Với các nhu cầu của anh thì anh sẽ mua máy nào? Với các nhu cầu này của bạn thì mình thấy là hiệu năng thì Mi 8 sẽ ngon hơn. Về pin thì mình cũng đánh giá là Mi 8 sẽ tốt hơn đấy. Về camera thì mình đánh giá là Mi 8 cũng sẽ nhỉnh hơn, nhưng nhỉnh hơn một tí ti thôi, nhưng mà camera trước thì hơn hẳn luôn. Đấy. Nhưng mà nếu mà là mình ấy thì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm, bởi vì XZ Premium nó là một sản phẩm có kháng nước kháng bụi, nó là một sản phẩm thương hiệu Sony, nó là một sản phẩm có màn hình 4K để mình có thể giải trí được tốt hơn. Đấy, và nghe nhạc các thứ, thu âm các thứ của nó thì ngon hơn hẳn Mi 8. Đấy, vậy là cũng phải tùy thuộc vào nhu cầu. Vậy là mình thì mình thấy là như này này, với các nhu cầu của bạn thì là bạn nên mua Mi 8. Nhưng mà với các nhu cầu khác, ví dụ như là nhu cầu về giải trí chẳng hạn, thì lại là nên mua XZ Premium hơn. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Băng Tướng Chiến Đông. Bạn ấy hỏi là: anh ơi, cho em hỏi điện thoại nào ngon được không? Em có 3.9 triệu, mong anh tư vấn. Một điện thoại có 4 camera này, pin 4.000 hoặc trên 4.000, chơi Liên Quân và Free Fire ổn, lướt Facebook mượt, hiệu năng ổn, dùng được 1-2 năm. Nếu thế thì mình nghĩ là bạn nên mua Realme Q thì nó sẽ hợp lý. Con này có 4 camera, có pin là 4.000, chơi Liên Quân với Free Fire ổn nhất ở trong tầm giá với chip 712, lướt Facebook mượt nhất ở trong tầm giá, hiệu năng ổn nhất ở trong tầm giá, dùng được 1-2 năm. Đấy, thì mình nghĩ là con này là hợp lý nhất rồi, không con nào tốt hơn nữa đâu. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Hoàng Anh Vũ. Bạn hỏi là: thế Realme 5 V Smart Life, iPhone 7 Lock thì cái nào chơi game ngon hơn hả anh? Em chỉ cần chơi game tốt. Nếu bạn chỉ cần chơi game tốt thì iPhone 7 Lock sẽ là sản phẩm chơi game tốt nhất, chứ tốt hơn hai sản phẩm là Realme 5 và V Smart Life. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Toàn Nguyễn Ngọc. Bạn hỏi là: chào anh Dương, trong tầm giá từ 8 đến 10 triệu nên mua máy nào? Nhu cầu là pin trâu, camera đẹp, hiệu năng tốt, màn hình không khuyết tật và không cần phải tràn viền, nhưng mà viền không dày lắm, chỉ cần Samsung và Apple. Cảm ơn. Với các yêu cầu này của bạn ấy thì chúng ta sẽ không có sự lựa chọn nào khác đâu. Ví dụ như là Samsung thì bạn chỉ có thể có sự lựa chọn đấy là Galaxy Note 9. Con này pin trâu, camera đẹp, hiệu năng tốt, tốt ở trong tầm giá thôi nhé, màn hình không khuyết tật, viền cũng ở mức độ không quá dày. Đấy,
Và sự lựa chọn thứ hai đấy là Apple thì sẽ là iPhone 8 Plus, bởi vì cao hơn nó thì toàn là bị khuyết tật hết rồi, kể cả Note 9 vậy, cao hơn nó là toàn bị khuyết tật hết rồi. Đấy thì iPhone 8 Plus thì đáp ứng được các yêu cầu đấy là pin trâu, camera đẹp, hiệu năng tốt, nhưng mà viền thì lại rất dày. Như vậy với các yêu cầu này các bạn thì là Note 9 sẽ hợp lý hơn, bởi vì đơn giản vì viền nó mỏng hơn thôi. Đấy, chứ còn nếu mà so sánh Note 9 với cả iPhone 8 Plus ý, thì chúng ta sẽ thấy là thiết kế Note 9 hơn, màn hình 2K Note 9 sẽ hơn, hiệu năng thì cũng xem với nhau thôi, nhưng có phần là iPhone 8 Plus nhìn hơn ấy. Camera thì Note 9 mình sẽ thích hơn. Đấy, thích hơn thôi. Chứ còn nếu mà chấm cả điểm camera thì có người sẽ thích iPhone 8 Plus hơn, có thể coi như bằng hòa, nhưng thời lượng pin với cả sạc nhanh thì cái Note 9 kia nhìn hơn đấy. Đấy. Và cả bộ loa ngoài nữa. Nhưng mà nếu mà so sánh như thế thì cũng khó, bởi vì có những người ta sẽ lựa chọn iPhone bởi vì đơn giản nó là iPhone với cả nó chạy iOS, có nhiều cái mà các bạn cần iOS hơn thôi. Đấy. Thì nhưng mà với các nhu cầu của bạn thì đáp ứng được nhiều tiêu chí hơn thì sẽ là Galaxy Note 9. Đấy, chốt lại như vậy. Và như vậy là câu hỏi của bạn Toàn Nguyễn Ngọc cũng là câu hỏi cuối cùng kết thúc số tư vấn điện thoại ngày hôm nay. Cảm ơn bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.